biết đây. Rồi, xin chào quý khách thân yêu của em đã trở lại với kênh cửa hàng Thành Hợp chuyên về máy cắt cỏ. Hai thầy, rồi em hôm nay em lên lô máy chữ O nha quý vị. Ha, lô máy chữ O quý vị, ví dụ như là mấy anh chốt qua chữ O thì O6 kèm số điện thoại và O6 phía dưới bình luận của YouTube, em sẽ chủ động liên hệ lại cho mình ha. Hoặc là mấy anh có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0913136620, cũng là Zalo luôn. Bên em có ship hàng toàn quốc khắp cả nước, đặc biệt không đi nước ngoài. Rồi được kiểm tra hàng, xem hàng trước khi nhận, cắt cỏ đứt mới nhận anh ha. Không có lấy cọc. Nick Facebook là máy cắt cỏ và nick YouTube là cửa hàng Thành Hợp. Thành Hợp hoặc là đánh số điện thoại đều lên hết ha. Zalo cái lợi thế của nó là khi mà mình xem máy trên đây chưa ưng ý hùng thì mình phải xem lại Zalo một lần nữa để mình chốt máy. Bên em cho kiểm tra hàng trước khi nhận thì hàng tới mấy anh làm ơn làm phước, mấy anh mua xăng với nhớt để sẵn giùm cho em. Bên em có bán nhớt luôn nha mấy anh, 100.000 một chai, một lít xăng pha giùm em 4 nắp của bình nhớt hai thì hoặc là 50cc của nhớt hai thì nha mấy anh. Bên em có bán luôn, mấy anh nào có mua thì báo em ha. Để tới chỗ mà shipper họ còn đợi nó rất là tội nghiệp, hầu như lần nào bán cũng gặp khách cho gọi shipper nó nói trên đầu em, nó nói xuống á. Cái máy ship không có nhiều tiền mà nặng nhọc nó, bây giờ tới chỗ mấy anh kiểm tra hàng, em cho kiểm tra hàng em không lấy cọc là em bán quá trời ưu ái rồi, thì mấy anh phải chịu khó hợp tác với em nha. Rồi, hôm nay em lên lưu máy 14 cây nha mấy anh. Có 14 cây, trong đây có một cây đeo lưng. Và giá nó từ 1.300.000 cho đến tầm 2.000.000. Rồi mấy anh xem kênh cho em xin một cái nút đăng ký kênh nha. Kế bên có cái chuông, nhấn vô cái chuông, nhấn vô chữ tất cả để khi em like nó hiện lên cái trang của mình, để anh em mình tương tác với nhau. Thì mấy anh chọn máy hôm nay chưa phù hợp thì ngày mai mình có thể chọn, chọn cho nào phù hợp thì thôi. Và hầu như ngày nào em cũng lên máy ha. Rồi bây giờ em sẽ lên cây đầu tiên là một cây Shindewa 230 nha mấy anh. Cái này là O1 32 ly 23cc 1.300.000 nha mấy anh. 1.300.000 là em bao phí tới nhà kèm 6 món đi kèm cho mình luôn. Là 6 món là có trắng cỏ, dây đeo, cái mở bogey, lục giác 4, lưỡi dài với một cái ổ khóa cước ha. Em sẽ gắn lưỡi dài sẵn trên đầu vòi cho mình luôn, cái chỗ là chỉ việc đổ xăng pha nhớt cho là sử dụng thôi. Chế ghim một kim quanh gồ, nghe nổi tiết kiệm xăng. Xin đeo qua 230 ha, 23cc 32 ly. Có thông số luôn nha mấy anh. Đó, ra trên cái di đông nè, một tay cầm nè, đầu bò ghim nè. Mấy anh nào mà xài một tay cầm không quen thì em có thể lên hai tay cầm, mà hai tay cầm bên em lên là hai tay cầm lô nha mấy anh. Rồi có sai em báo trước vậy. Rồi em sang cái O2 là Ryobi. Cây 34 ly ha, bogey đứng. À cái nắp que nó còn tem luôn ha. Tum liền. 1.500.000. Tum liền tum nhựa nha. Hai tay cầm ghim luôn, hai tay cầm rất là đẹp. Đầu bò ghim ha, trang cỏ bị bể rồi nên em sẽ bù trang cỏ mới. Ốc ác đồ ghim hết nha mấy anh. À công tắc của cái máy sẽ nằm bên đây là công tắc màu đỏ đó. 26 ly. À 26 cc 34 ly. Cái này chế ghim luôn ha. Chế này chế máy cưa nha mấy anh. Lớn cũng ghim luôn, đẹp. Rồi em sang O3. Nói chung nhất này tối và mưa rồi cho nên em đi cũng lẹ nha mấy. Máy chạy quá khỏe ha. Cái bình xăng lớn á, anh tên ấy nhìn giùm em mát riêng da bàn. Công tắc nằm phía trước ha. Chạy cực kỳ khỏe, mặc dù bên ngoài của nó là hơi xấu xí đó, nhưng mà ở bên ngoài nó cũng không nói được gì cái chất lượng bên trong ha. Tum gời tum nhôm luôn, hai tay cầm đầu ghim O3 32 ly, có 1.400.000 thôi.
Đó, cái này thì phần lớn của nó là áo sắt, nhưng nó hơi chống chảy chút thôi, cho nên tỏa nhiệt cực kỳ tốt nha, chạy cực kỳ khỏe. Nếu anh nào không chú trọng bên ngoài nó xấu xí thì chốt đi, cho nên em nghĩ là chốt hơi bị nhiều á. Để em sang O4 là một cây Tanaka, ta gọi là Tanaka hai chống nha mấy anh. Cái Tanaka hai chống bây giờ giật nó bị lạnh máy rồi, nó không chạy. Thêm đi cho nhanh, đem qua cây Kyogit O5 ha. Bình xăng ghim kè bít tông ha, tống lè mở lè ở đây, bình xăng lớn cũng tương đối là to nha mấy anh. Đó, mới đẹp, đặc biệt tôm gời mà tôm nhôm luôn ha, 260 34 ly công suất lớn, nằm to. Công tắc sẽ nằm dưới đây của cây máy O5 34 ly 2 triệu nha. Đặc biệt là cái này là cần xay luôn nha mấy anh ha, nó xay tự động luôn nè, mình muốn quay đi đâu mình quay tay ghim luôn, ốc mới chát luôn ha. Double ghim chỉ có 2 triệu thôi cho cây Ugit này, 34 ly 26cc nha. Rồi em sang O6 là một cây Sinewa cực dịch trợ lực. Rồi cây này thì chụp giật với thầy quá, siêu nhẹ giật. Bình xăng lớn nó có cái đế nữa là bằng sắt luôn, bảo vệ bình xăng lớn mình nha. Đây từ đây vòng qua đây có thông số luôn nè, 26cc 34 ly, tôm nhôm ha, 1,7 triệu một tay cầm. Cái này nữa công tắc em sẽ bổ sung sau nha, đặc biệt là cái chế của nó là chế hai kim le đỏ tự động nữa nha mấy anh. Đó, chế hai kim cho mình luôn, chế ghim á, chắn cỏ đầu bò ghim, một tay cầm ha. Mấy anh nào muốn lên hai tay cầm thì báo em lên cho ha, còn không một tay cầm là một tay cầm ghim của nó. Rồi em sang O7 là một cây Kyogit Echo, cái này 261 luôn. Cái này chụp giật giới thiệu ha, cái này là chụp giật này cũng trợ lực luôn, nổ cực kỳ bóp nha mấy anh. Cái này bình xăng, này bình xăng gin đó, vú này vú lớn luôn, bình xăng con gin, bình xăng lớn cũng gin, tôm liền tôm nhôm ha, 261 là hệ nha. Và O7 này 34 ly, lẽ ra là em bán 2 triệu nhưng mà em sẽ bớt 200 còn 1,8 triệu nha mấy anh. Lý do là cái áo ở đây nó hơi xám đen, nhìn nó mắt thẩm mỹ thôi đó, chứ cái lóc máy người ta thì trắng nha, chứ không có gì hết, không ảnh hưởng gì hết trơn á. Rồi cái tay, hai tay cầm, công tắc với ga thì trên ghi đông cho mình luôn, tiện lợi ha. Chán cỏ thì ghim đầu vào ghim luôn, cái chán cỏ thì chung với màu áo luôn ha, 1,8 triệu đó. Em nói trước nha, anh nào thấy được thì chốt ha, còn không được mình nhường cho khách khác nha. Tôm nhôm tôm liền O7. Rồi em sang O8 cũng kêu ghét luôn, này trợ lực nó bự hơn nè, cái này 2 triệu nè, cái này đẹp. Chưa? Cái ưu điểm thứ nhất là chụp giật trợ lực, ưu điểm thứ hai là chế hai kim, chế gin ha, cực kỳ tiết kiệm xăng và nhẹ nổ. Cái ưu điểm thứ ba là công suất lớn ha, 26cc tôm liền tôm nhôm nha mấy anh. Cái này 2 triệu, O8 34 ly, công tắc với ga trên ghi đông cho mình luôn, cũng hai tay cầm luôn ha, chắc cỏ gin đầu bộ gin đi theo máy luôn đó, có thông số luôn nè, máy tin cho anh thông số luôn. Rồi 2 triệu cho cây O8, rồi em sang cây O9. Cây O9 này là một cây Aseki 22cc 32 ly nha mấy anh.
Chế này thì em lên chế hai kim cho mình, chế mới rồi ha. Nhẹ nổ luôn. Mình sang lớn zin luôn nè. Cái máy này thức bên ngoài cực kỳ đẹp nha mấy anh. Tum này tum rồi mà tum nhôm luôn ha. Đó 20cc, Exalon thì Kawasaki, công tắc nó sẽ nằm ở đây. Exalon bên hông, chịu 3, O9 30 ly. Hai tay cầm nha, ra giữ, đầu bộ zin. Đó, cái máy này thì toàn bộ là ở đây thì áo nó là áo nhựa. Xuống đây thì bằng nhôm ha. Rồi chịu 3 cho O9, em sang O10. Là cây máy top sun nhưng mà nó dòng máy giống như TB mấy anh, TB mà 261 luôn ha. Đó chụp giật màu trắng nè, bình xăng lớn màu trắng nè, tem còn nè. Đó. Máy này thức còn trên 80% ha. Tem liền. Ha, tem liền. Cái này bằng nhôm nha. O10 này 1.7 34 ly. Đặc biệt công tắc với ga trên nylon mà ga bóp luôn nè. Máy này còn đẹp, cái cụm nó dày rất là dày ha. Chắc cổ zin đầu bộ zin. Có cái đế bảo vệ mình xăng lớn mình nha mấy anh. Máy này ưu điểm rất là nhiều, giá có 1.7 à. Quá rẻ. Giật cũng tương đối nhẹ ha. Rồi, O10 1.7 em sang O11 đồng cây Komitsu 26cc. Komitsu 26cc 34 ly ha, bình xăng lớn zin nè. Bình xăng con zin nè, chế hai kim cho mình luôn ha. Để chỉnh sửa và nhảy nổ. Máy hình thức cũng còn rất là đẹp ha. Tum này tum liền mà tum nhôm nha mấy anh. Có thêm cái miếng xốp nữa nè, cắn hồng không bị đau nè. Có 2 triệu ha, 34 ly, hai tay cầm. Đầu bộ zin luôn ha. Mấy anh nào sợ sơ Komitsu hoài thì biết đó. Chạy cực kỳ bền, cực kỳ khỏe và cực kỳ lợi xăng cho mình luôn. Có bộ lọc gió phụ nè, bằng nhôm luôn. Rồi em sang O12 lầu cây Tanaka. Rồi cái bình xăng này thì chế zin nha, cây đỏ tự động cho mình luôn. Tự diễn này đỏ tự động anh. Đó, lên ga sẽ nhảy về bình thường nha. Bình xăng lớn cũng zin luôn nha mấy anh. Áo thì còn rất là đẹp, đỏ phối đen ha, bu ghi đứng. Tôm liền tôm nhựa ha, mấy anh nào xài gia đình mà số lượng nó ít á thì mình lấy cây này. Công tắc nằm ở đây nha mấy anh. Nè, khi mình tắt nó sẽ nhảy về chế độ mở ha, rất là êm. Hai tay cầm. Và đặc biệt những cái dòng này nè, cái tay nó có thể là nhả con ốc đó ra, mình xoay qua, xoay lại, xoay lên, xoay xuống gì cũng được ha, tiện lợi là chỗ đó đó. Đầu bò zin luôn nha. Nó có hai cái chân trống ở dưới đó nè. À, cao mà xăng lớn mình luôn ha. O12 triệu 3. Rồi em sang O14 là một cây Ryobi xài động cơ của Mitsu. Là chế zin luôn nha mấy anh, chế hai kim chế zin luôn, nhẹ nổ và tiết kiệm xăng, bình xăng lớn nè, rất là trắng và đẹp ha, em quay mấy anh thấy rồi đó. Tum này tum liền tum nhựa ha, con tắc nằm phía sau màu đỏ nè. O13 30 ly 1.5 triệu nha. Hai tay cầm trắng cỏ zin đầu bò zin luôn. Đặc biệt là cái lốc nó sẽ dập chữ Made in Japan nằm bên đây ha, nó sẽ nằm bên đây nè đó. Made in Japan 1.3 triệu, 1.5 triệu cho O13. Và em xuống cây cuối cùng Qvit Echo 260 đeo lưng ha. Hôm nay đeo lưng dòng Qvit luôn.
bình xăng con zin, bình xăng lớn zin, bình xăng con thì bình xăng ga bê tông ha. Máy này hình thức mà mấy anh nhìn chụp dịch cũng rất là đẹp ha, máy cũng rất là đẹp, tưng rời tưng nhôm nha mấy anh, 260 34 ly, ốp đeo lưng cũng rất là đẹp ha, có 1.9 triệu à. Đó mấy anh nào mà kiếm máy dịch cước mà hỏi máy thì mình lấy cái này ha. Cái này thì công tắc màu đỏ nè, ga nè, một tay cầm nè, tất cả chân ghi đông cho mình hết, chắn cỏ ghim đầu vào ghim luôn ha. Rồi bây giờ em lai xong 14 cây rồi, mấy anh cảm thấy mình chốt được cây nào quá thì nhớ liên hệ giùm em số điện thoại này nha mấy anh, đó 0913 136620 ha, bạn xuống đây.